Who? Who? Who da? Gia la. Gia nhá. Khứu giác là cái gì hả Bình? Khứu giác. Nói Tai. trực giác đi. Là cái tai. Khứu giác. Nói trực giác Là đi. cái. Ê, có yêu. Đúng rồi. Đừng gì. Tiếc của. Yên. Yên ngựa. Đấy là y dài rồi. Mái hiên. Máy à? Đúng rồi, mái hiên. Máy là cái máy gì vậy? Chính là mái nhà nhưng nó chia ra một mều thôi ấy. Người ta gọi mái hiên. Chỗ này không gọi là mái hiên, ra ngoài cửa nó có cái đoạn kia mới gọi là mái hiên. Yên, biêng biếc. Yến. Yến biết. Biêng biếc, màu xanh biêng biếc. Yết. Yep, yết. Tiếp khách. Yết, thời tiết. Kia đó. Ít hay ít. Thời tiết thì con viết chữ tiết thế nào? Tờ y e có ít không? Tờ ít. Tiếc không? Tiết. Tờ y e có ít không? Hai từ nó không giống nhau mà. Tiếp á. Tiếp Thời khách thì cởi vừa ít viết rồi. á. Thời tiết. Tiếp. Tờ y e tờ yết. Tờ yết tiết. Y e tờ yết. Hiểu biết. Yêu. Chiêu đãi. Yêu Ừ. Mình nói chữ quách biết đây nào. Quách của A Chiêu đãi. A chờ quách. Chiêu đãi. Đãi. Ừ. Oách. Bình Huy nghĩ xem từ nào nối với chữ oách được nhỉ? Ừ. Bình. Ừ. Oách. O Bạch a không? chờ oách. Thôi được rồi, bỏ Chờ qua. biết. Oai. Có mấy cái dòng Quả còn một xoài. ít thôi. Oai. Quả xoài. Quả thiếu dấu. Xoài sờ nhẹ.
ngoan ngoan ngoãn. Ngoãn. Dấu gì nhỉ? Oang khoảng trống. Oang khoảng trống. Khoảng trống. Khoảng, đánh vần lại chữ khoảng xem nào. Ngờ oang khoảng trống cho nặng, điền vào chỗ trống. Oanh khoanh tròn. Tròn chưa nặng. Khoanh tròn. Oát, toát mồ hôi. Oay, loay hoay. Loay hoay. O a i oay, đây là oay rồi. Loay chữ gì đây? Loay. Viết lại bằng chữ này mà, loay. Đấy là lay rồi. Loay, l o a y oay. Hoay, o a y oay. Cái này cũng thế mà, hai chữ giống nhau. Loay hoay. Oan. O á nơ oan. Băn khoăn. Sai rồi. Gạch hết chữ G đi. Băn khoăn. Đấy là khoan nữa. Đến vần. Gì băn khoăn. O á nờ oăn. Oăng. Loăng quăng. Chưa đúng. Loang. O á ngờ oang. Lăng. O á ngờ oang. Lăng quăng. Đúng rồi. Loang quăng. Quờ.
Thôi bỏ qua. What? What trust? Gần hết rồi. Không một dòng nữa. Ba dòng nữa. What? What trust? Còn viết là what, loát, chót rồi đó. Cả ba đều sai. O á tờ what. Loát, chót. Chú bé loát chót. Loát chót. O á tờ what. Loát chót. Ừ. Trót. Nói nhẹ. Cho nhẹ. Quân. Chữ O á không? O á tờ quát. Quân. Quân. Quân vác. Quân vác. Quân vác. Khuân vác. Khi người ta vác cái gì trên vai rất là nặng ấy. Khờ. U ớ nờ quân. Khuân vác. Uông. Bâng khuông. Quả quất. 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 Quả quất. Quờ. Quờ. Ua oa. Quất. Uốc. Uốc á. Ừ. Tổ quốc. U ô cờ uốc mà. Tổ quốc á. Quốc này là chữ quờ. Quờ. U ô cờ uốc. U ô cờ uốc. Tổ quốc. Uây. Còn hai thôi. Ừ. Tuổi trẻ. Uây phải không? Ừ. Tuổi trẻ cho nặng. Uông. Trẻ. Uông. Gì đọc cái từ nào có chữ trở thì nói ra là chữ nó trở nhẹ đi, không chữ dài. Uông cánh buồm. Sắp hết rồi. Cánh buồm. U ôm mờ uôm. Uôn. Khuôn khổ. Uôn khuôn khổ. Ừ. Khuôn. Khuôn khổ. Khi mà làm việc theo giờ giấc các thứ thì người ta gọi đấy là khuôn khổ, nền nếp. Rồi, nghỉ đi thôi. Khổ sở quá.